Ok, sau đây hướng dẫn sử dụng con máy này nha. Autoboy Canon Autoboy SXL ha. Thì cái con này xài hai viên pin, pin nó tên là CR123A. Pin nó lắp đây ha. Ở đây mình có cái nó có cái hình ha, mình lắp theo đúng chiều của nó nha. CR123A ha, sau này hết pin mình có thể lên Shopee tìm mua là sẽ ra, sẽ có nha. Rồi mình đắp vô như này ha, sau đó mình dùng cái tay của mình hoặc là cái chìa khóa để mình xoay cái này lại ha. Mình xoay lại cho nó chặt. Rồi. Mình xoay vừa thôi ha, đừng xoay quá nó sẽ nhưng mà tan quá ốc này là sẽ hư máy ha. Rồi. Sau khi lắp pin đó thì mình thấy ở đây nó sẽ hiện màn hình nè. Là đúng ha. Sau đó thì mình mở máy ha, mở máy thì nằm lên cái vòng ở đây nè. Ốp nè, hiện tại là đang ốp nè. Mình mở auto sẽ mở máy nè ha. Đó. Rồi. Cái này sẽ có hai phím zoom. Đây zoom ra nè. Rồi. Zoom vô nè. Zoom vô, zoom vô, zoom ra thì mình giờ zoom từ từ thôi ha. Giống như mình làm nè. Zoom như nè. Mình zoom từng nấc một giống mình thôi thì nó sẽ bền máy hơn ha. Vậy thì nó sẽ bền máy hơn. Rồi để mà thao tác chụp thì rất là đơn giản, mình cứ nhấn giữ nhẹ nút chụp ở đây nè. À, nhưng giữ nhẹ nút chụp ha thì nó sẽ lấy nét, nhưng giữ nhẹ nút chụp này rồi con máy sẽ lấy nét nè, cái đèn nó nghiêng là mình chụp được ha. Còn nếu mình để gần quá hoặc là mình nó chưa lấy nét được thì nó sẽ chớp hoài, nó không có nó nghiêng ha, nó nghiêng thì mình bấm chụp ha. Thì con máy này lấy nét tầm khoảng khoảng 75 cm đảo lại á, tầm khoảng đó. Rồi cái đó là về chụp và zoom thì mình cứ bình thường thì mình cứ mở máy lên mình chụp và mình zoom bốn cục khung hình xong mình chụp thôi. Thì mở máy lên nó sẽ là auto ha, auto flash, và nó ở đây nó có cái hình xóa mắt đỏ, nghĩa là chụp chân dung mình sẽ xóa mắt đỏ ha. Thì ngoài ra mình có thể điều chỉnh thêm các cái mod đây ở dưới đây, cái bảng điều khiển nè. Thì đây nè, mình bấm lên cái flash nè, thì sẽ auto, nó sẽ tắt đi cái chế độ xóa mắt đỏ ha. Nếu mình chụp không phải là chụp người thì tắt đi thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn. Rồi đây là sẽ là luôn luôn flash nè, đó nó hỏi ha, là luôn luôn tắt flash nè. Đây là flash chụp chân dung vào ban đêm ha. Đây là flash auto với xóa mắt đỏ như ban đầu nè. Rồi bên đây sẽ là cái phím remote thì mình chụp với remote hoặc là hẹn giờ ha. Mình bấm một cái nó hẹn đây ha, thì mình bấm chụp 10 giây sau sẽ chụp nha. Rồi ở đây là phần caption và cái days nè, mình bấm như đây điều chỉnh cái ngày và giờ lên hình ha. Còn hai phím set và select đây thì nó sẽ điều chỉnh cái ngày và giờ, còn nếu nó hẹn như vậy nó sẽ không in ha, cho nên mình điều chỉnh cho đúng với cái ngày và giờ của mình ha. Rồi bên đây là caption, là ghi lên hình là mấy cái câu như là I love you hay là thank you đó, G1 là nó rất là nhiều cái caption ha. Thì mấy cái caption này nó không có chú thích cho nên cũng không có rõ là nó sẽ ghi cái gì. Năm nay là nó sẽ có 10 cái caption mình có thể trải nghiệm từ từ là mình sẽ biết ha. Rồi caption thì mình, nếu mình chụp một tấm á thì nó sẽ mất ha, mình phải làm lại caption đó. Rồi ở đây là phím tua phim khẩn cấp, cái nút tua phim khẩn cấp này chỉ sử dụng trong cái điều kiện mà cái lúc mà mình muốn tua phim về trước khi mà mình chụp hết phim thôi ha. Chứ bình thường thì mình không cần phải quan tâm tới cái phím nút tua phim khẩn cấp này. Rồi ngoài ra thì mình có thể chỉnh mấy cái chế độ nhanh, chỉnh nhanh các cái chế độ trên đây ha. Ví dụ như mình thay vì mình chỉnh cái từng cái flash lên một á, thì mình không cần, thì mình có thể đây nè, mình gạt lên một cái phím này là mình hình người chạy, nghĩa là chụp thể thao ha. Thì là chụp chuyển động nhanh thì nó sẽ có là chụp liên tục, thì khi mà mình ấn giữ thì nó sẽ chụp liên tục luôn. Đây mình đưa lên đó, nó chụp liên tục luôn ha. Đấy rồi, và nó sẽ ở đây là kiểu là lấy nét vào điểm giữa. Rồi đây sẽ là mình chỉnh một cái là chụp chân dung ban đêm nè, thay vì lúc nãy mình bấm cái nút ở đây thì mình xoay cái này cũng rất là dễ ha. Đây chụp chân dung nè, nó sẽ đo sáng chứ, vậy là cái này là đo sáng rồi, đo sáng điểm. Rồi đây chụp macro, sau khi mình chỉnh chụp macro thì cái lens sẽ thu ra đúng với cái tiêu cự chụp macro ha, thì nó sẽ chụp được cái vật thể ở cái vị trí gần hơn, giống như mình đang để gần với cái mặt sàn nhưng mà vẫn lấy nét được. Rồi S auto, rồi
Đây là đó, mình phải chỉnh thêm ha. Bình thường cái đã auto chụp là được rồi, điều kiện chụp bình thường rồi. Ở đây nó sẽ có thêm cái panorama ha. Panorama là khung hình ngang, khung hình dọc chứ. Rồi mình thấy khung hình hiện tại là bình thường ha, đây là mình bấm vô mình gạt qua nè, thì khung hình nó sẽ dọc lại giống vậy ha. Còn nếu mình muốn bỏ thì mình bấm như này cái ok. Rồi sau đây hướng dẫn mình lắp phim nha. Lắp phim thì mình tắt máy đi. Rồi lắp phim thì mình bên đây mình sẽ có một cái chốt đây ha, cái chữ open nè, mình gạt xuống rồi mình mở ra. Trước khi mình lắp phim á, mình quan sát cái lens trong này của nó ha, nếu mà sạch như thế này là ok nè. Còn nếu mà dơ quá thì mình dùng cái bông tăm mình phủi bụi đi ha. Rồi mình lắp cái đầu lòi này nó xuống dưới, rồi mình kéo một phần động phim qua đây để giống mình như thế này là ok nè. Sau đó đóng nắp lại. Chắc là phải mở máy mới được rồi. Mở máy lên ha. Rồi nó hiện lên số 1 là ok nha. Nó hiện lên số 1 nghĩa là nó nhận phim đúng rồi. Sau đó mình cứ chụp thôi. Đây mình chụp một tấm sẽ tua lên tấm nè. Đó. Đó, mình chụp một tấm sẽ tua lên một tấm nha. Thì nó sẽ chụp tới khi nào hết phim thì nó sẽ tự tua phim dần. Hiện tại mình đang lắp cuộn phim 800 cho nên nó không cần xài tất toát luôn, mình đưa vô tối nó cũng không sạch quá luôn. Thì bình thường mình sử dụng cuộn phim nào mà cái ISO cao thì mình chụp đêm sẽ tốt hơn ha. Thì mình sẽ chụp thử cho tới khi nào hết phim luôn cho bạn xem thử ha. Đấy, chụp hết phim sẽ tua giờ giống vậy ha. Mình không cần phải bấm cái nút gì hết trơn, cứ mở lên auto mình chụp thôi. Rồi sau khi nó tua về hết và hiện lên số 0 là mình biết là nó tua về hết rồi ha. Đấy, nó tua về hết rồi nè. Rồi một lưu ý nữa là khi mà trong quá trình sử dụng á, thì mình đã lắp phim vô và ở đây nó hiện số 1 rồi á, thì mình không được mở buồng phim lên nữa ha. Nếu mình mở buồng phim ra thì nó sẽ bị cháy hình nha. Rồi còn một lưu ý nữa là không sử dụng phim cine và phim outdead, sử dụng phim màu indeed ha, màu indeed nghĩa là còn hạn. Ok rồi, cảm ơn bạn nha, chúc bạn sẽ có những shot hình đẹp trong cái máy này nha.